xem SBTN Go mọi lúc. Kim Nhung xin kính chào quý khán giả, cảm ơn quý vị cùng trở lại tiếp theo dõi The Kim Nhung Show. Và thưa quý vị, Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Khải là thành phần người trẻ thế hệ linh mục và tu sĩ lớn lên tại Việt Nam sau năm 1975. Và Linh mục Nguyễn Văn Khải nguyên là phát ngôn nhân của dòng Chúa Cứu Thế Thái Hà, Hà Nội. Và Linh mục được đồng bào và các cơ quan truyền thông hải ngoại biết đến bởi những nội dung phát biểu mạnh mẽ và tích cực phản ánh đức tin Công giáo đối với tất cả những vấn đề thuộc về đạo giáo cũng như là đời sống chính trị xã hội của một người Việt Nam, luôn sắc son giữ lòng kính Chúa yêu người dưới chế độ gọi là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trước khi ra khỏi nước năm 2010. Và thưa quý vị, hôm nay chương trình được kinh doanh số chúng tôi rất hân hạnh được có buổi nói chuyện với Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Khải. Kính mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Kim Nhung xin rất hân hạnh để trở lại đón tiếp cha Khải có mặt trong chương trình được Kim Nhung Show thêm một lần. Con xin mời cha gửi lời chào đến quý khán giả trước khi chúng ta bước vào chương trình. Vâng, xin kính chào chị Kim Nhung. Xin kính chào quý vị khán thính giả của đài truyền hình STBN. Đại diện cho ban giám đốc, cảm ơn cha một lần nữa đã hiện diện trong chương trình được Kim Nhung Show. Và thưa với cha, trước khi chúng ta bước vào chương trình thì có thể cha nhắc lại một lần nữa về cái tất cả những cái nét chính về đời sống và cụ thể trong cái quá trình tu học, huấn luyện hay là chịu chức linh mục công giáo trước khi cái biến cố vào Thái Hà năm 2009. Con kính mời cha. Vâng, cảm ơn chị và kính thưa quý vị khán thính giả. Thì như quý vị biết đó, thì nhà cháu là sinh ra ở giáo xứ Tam Châu thuộc làng Phúc Nhạc, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình, Bắc Việt. Là cháu sinh ra và lớn lên là dưới chế độ Cộng sản. Thì chị biết là như bản thân tôi đây là học xong trung học thì là vào tu ở dòng Chúa Cứu Thế Thái Hà, Hà Nội ngay. Dạ vâng. Cái làng quê của tôi là cha xứ bị Cộng sản bắt giam rồi giết chết trong tù và nhà thờ bị đóng cửa. Và đất đai nhà thờ cũng như thể nhà xứ bị nhà nước chiếm dụng làm trường học cũng như làm đất đai của hợp tác xã. Thì tôi lớn lên trong cái hoàn cảnh là giáo xứ không có linh mục. Và giáo xứ chúng tôi 41 năm không có linh mục. Thì bản thân tôi được bố mẹ nói lại linh mục là thế nào và linh mục cần như thế nào. Và tôi cũng thấy như thế. Cho nên tôi ước mong là mình sẽ trở thành linh mục để giúp đồng bào mình, giúp những người thân của mình bớt khổ đau. Và khi tôi chuẩn bị hết trung học thì cha bề trên dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội là cha Vũ Ngọc Bích, ngài là em của bà nội tôi, ngài đã muốn tôi đi vào dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội để giúp ngài lúc tuổi già. Và tôi ở đó, ngài giúp tôi bí mật tu học ở đó 2 năm. Thì nhà cầm quyền Cộng sản là sách nhiễu và làm áp lực trên ngài cũng như áp lực trên tôi và sách nhiễu tôi rất nhiều. Và ngài thấy khó có thể mà để tôi ở Thái Hà được. Và nếu để tôi ở Thái Hà thì cũng khó mà học hành nên người được vì không có người dạy học. Thì ngài mới gửi tôi vào dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn. Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn ở đường Kỳ Đồng, phường 9, Sài Gòn 3, quý vị nhớ đó, đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp đó. Rồi tôi cũng tu bí mật ở đấy, học bí mật ở đấy và ở nhiều địa điểm khác nhau trong thành phố Sài Gòn. Rồi 14 năm sau thì tôi thụ phong linh mục bí mật là cũng ở Sài Gòn luôn, là vào năm 2001 đấy. Tôi đi tu năm 1987 mà mãi năm 2001, tức là 14 năm sau tôi mới được thụ phong linh mục bí mật. 5 năm đầu sau khi chịu chức chả ai biết tôi là linh mục cả. Tôi vẫn là một tu sĩ bình thường thôi. Và cũng không có xuất hiện ở ngoài nhà thờ, cũng không có đi làm lễ giảng dạy công khai đây đó, vì thời đó nó khó khăn. Thì lúc đó thì tôi làm thư ký hội đồng quản trị của tỉnh Dòng, làm chánh văn phòng của tỉnh Dòng, phục vụ trong nhà thôi. Rồi 6 năm sau thì bề trên lại gửi tôi về lại Hà Nội là nơi tôi tu ban đầu. Thì tôi phục vụ ở dòng Chúa Cứu Thế Thái Hà Hà Nội cho tới khi tôi đi sang Roma du học. Thì trong khi mà ở Sài Gòn cũng như ở Hà Nội, tôi luôn luôn quan tâm đến cái hiện tình đất nước Việt Nam. Và tôi thấy rằng người dân ở trong nước dưới sự thống trị của chế độ Cộng sản là người ta mất tự do, người ta mất nhân quyền, người ta không được tôn trọng.
và cuộc sống người ta bất hạnh và không có tương lai. Cho nên tôi rất thương người, cho nên tôi khi công khai, khi bí mật, tôi âm thầm trợ giúp cái phong trào đấu tranh cho dân chủ và trợ giúp người ta tìm kiếm công lý. Rồi khi về dòng Chúa Cứu Thế Thái Hà Hà Nội, chính tu viện của chúng tôi cũng như Tòa Giám mục Hà Nội cũng trở thành nạn nhân của chế độ Cộng sản. Từ xưa đến giờ đấy là nạn nhân điển hình của chế độ Cộng sản. Thì chúng tôi tiếp tục cái phong trào đấu tranh cho công lý và sự thật ở Hà Nội. Và tôi là một trong số các linh mục tu sĩ giáo dân ở Hà Nội tham gia trong nhiều năm liền dấn thân cho công lý sự thật ở Hà Nội. Điển hình là các vụ như Thái Hà, Tòa Khâm Sứ mà quý vị ở ngoại quốc cũng biết được ít nhiều qua các phương tiện truyền thông. Rồi tiếp theo là các vụ như thể là Tam Tòa ở Đồng Hới, Loan Lý ở Thừa Thiên Huế, Bầu Sen ở Quảng Bình, hoặc là nhà đất của dòng nữ tử Bác Ái ở đường Nguyễn Thị Diệu, Sài Gòn 3, hoặc là các cái vụ vi phạm tự do tôn giáo ở trên Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, hoặc là các cái vụ cướp đất đai ở Thái Nguyên, hoặc là các cái vụ như thể là đập phá thánh giá ở giáo xứ Đồng Chiêm, hay là phá tượng Đức Mẹ Sầu Bi ở giáo xứ Đồng Đinh. Thế thì các cái điểm nóng ở Việt Nam lúc bấy giờ thì tôi là đều là người tham gia một cách tích cực, trực tiếp hay gián tiếp. Cho nên tôi hiểu hơn cái nỗi đau khổ của con người. Tôi hiểu hơn cái tình trạng bất công sông của người sợ ở trong chế độ Cộng sản. Và nhất là tôi hiểu được cái bản mặt xấu xa, độc ác, khốn nạn của cái chế độ Cộng sản. Tuy không nói ra nhưng mà ai cũng biết khi mà nếu mà cha trở lại Việt Nam thì cha sẽ tiếp tục cái công cuộc vận động cho nhân quyền, dân quyền trong cái tinh thần công bằng cũng như là bác ái Kitô giáo. Nhưng mà Kim Nhung muốn hỏi một điều rằng là nếu mà muốn vận động một cái phong trào trong nước và tập hợp một đám đông có khả năng tạo nên những cái tác động hay là sức mạnh như là cái vụ Thiên An Môn năm 1989 hoặc ở Bắc Kinh đó, hoặc là cái vụ Cách Mạng Dầu ở Hồng Kông năm 2014, hoặc là muốn vận động cái phong trào có cái tầm cỡ quốc tế, phải có sự tham gia của cộng đồng và các dân tộc ở trong một cái khu vực lan rộng ra nhiều quốc gia. Như vậy thì bây giờ con đặt một câu hỏi là nếu mà xét cả những cái góc cạnh này thì tình thế Việt Nam hoàn toàn chúng ta chưa có hoặc có thể nói là không có. Như vậy câu hỏi là người Việt trong và ngoài nước họ phải làm gì để mà có thể đạt được một cái phong trào lớn mạnh như vậy? Thì cha có thể cho quý khán giả của SBTN biết là chúng ta phải làm gì thưa cha? Thưa chị vừa đưa ra cái hình ảnh là Cách Mạng Dù ở Hồng Kông, rồi Cách Mạng Hoa Nhài gì ở Bắc Phi, hay Thiên An Môn, rồi là cái cuộc tập hợp ở Thiên An Môn năm 1989. Thì tôi thấy là thế này, mỗi một đất nước nó có cái hoàn cảnh khác nhau. Và nhưng mà nó đều có cái điểm chung là trong một chế độ độc tài, người dân bị khống chế, bị đàn áp, thì người dân, phần lớn người dân là ở vào cái thế bị trị, bị đàn áp, thì người ta đều có cái khát vọng về dân chủ, người ta đều có cái khát vọng về tự do. Và cách này cách khác, người ta khi ngấm ngầm hay khi công khai, người ta đều muốn nổi dậy để lật đổ cái chế độ đó và xây dựng một cái chế độ chính trị tốt đẹp hơn, nghĩa là một chế độ dân chủ bảo đảm được cái quyền của người dân và cho người dân được tự do hạnh phúc, bảo vệ được cái tự do hạnh phúc và giúp người dân được sống hạnh phúc. Thế thì ở Việt Nam ấy, tôi thấy tôi không bao giờ gọi là mất cái niềm lạc quan hy vọng đối với dân tộc và đất nước Việt Nam. Vì tôi thấy rõ rằng dưới cái chế độ Cộng sản đó, nó đàn áp dã man, khốc liệt, nó gọi là bóc lột đồng bào, nó gọi là ăn, gọi là hút máu đồng bào, gọi là rút xương rút tủy đồng bào như vậy. Nó làm mọi cách để nó bán nước để được vinh thân phì gia như vậy. Thế trong cái hoàn cảnh đó thì người dân rất là khát khao công lý. Và trong cái hoàn cảnh chế độ Cộng sản đó, nó gian dối như vậy, người ta rất là khát khao sự thật. Và trong cái hoàn cảnh mà nó bị bóp nghẹt như vậy, người ta rất khát khao tự do. Công lý, tự do, sự thật là những cái ước mơ lớn của người dân Việt Nam.
Và bây giờ cái mức độ đàn áp của Cộng sản càng ngày càng gia tăng, cái mức độ va vơ vét là càng ngày càng ở cái quy mô lớn hơn và rộng hơn. Và bởi đấy cho nên khiến người dân trong nước càng ngày họ càng chán ghét chế độ Cộng sản hơn. Và bởi thế họ càng tìm cách liên kết với nhau mạnh mẽ hơn. Họ liên kết với nhau cách này cách khác, và cảm ơn Chúa và là thời nay có Internet, có các phương tiện truyền thông cho nên họ liên kết với nhau dễ hơn và họ thể hiện ý chí của họ một cách mạnh mẽ hơn. Và nhiều lần ở mức độ khác nhau là nhà cầm quyền Cộng sản cũng phải lùi bước. Còn tập trung ở quy mô lớn, tôi nghĩ là đến một lúc nào đó sẽ thành. Và kinh nghiệm trong vụ Thái Hà, tòa khâm sứ của chúng tôi thì đã có những lúc ở thành phố Hà Nội, dân oan chúng tôi tụ họp lại tới mười mấy ngàn người xuống đường cùng lúc và làm tê liệt cả một góc lớn thành phố luôn. Thì từ cái kinh nghiệm đấy tôi thấy không có mất cái niềm hy vọng và tôi lạc quan vào cái tương lai đấu tranh, vào cái tiến trình đấu tranh cho dân chủ, cho công lý, cho sự thật ở Việt Nam. Vâng, tôi xin phép cha để vào một số thông tin thương mại. Kim Nhung xin phép quý khán thính giả, chúng tôi có thể vào một số thông tin thương mại bảo trợ cho chương trình The Kim Nhung Show và của đài. Chúng tôi sẽ trở lại ngay với quý vị. Kim Nhung kính mời quý vị cùng trở lại tiếp theo dõi The Kim Nhung Show. Hôm nay chúng tôi có buổi nói chuyện đặc biệt với linh mục Phêrô Nguyễn Văn Khải. Thưa quý cha, con xin phép trở lại với những câu hỏi kế tiếp, đó là bây giờ chúng ta thấy là giới cầm quyền Cộng sản nó thực hiện những cái chủ trương là tiêu diệt các tôn giáo qua những cái sự mà họ tổ chức những kỳ thi hệ trọng vào những cái dịp đại lễ của tôn giáo. Ví dụ như trong mùa lễ Noel hoặc Phục Sinh chẳng hạn, hoặc là họ đấu tố, họ trục xuất những cái chức sắc tôn giáo ra khỏi địa phương. Họ cướp đất đan viện Thiên An Huế, như hồi nãy cha cũng đưa ra một số những cái vấn đề cụ thể. Hay là cưỡng bức hơn 1.600 giáo dân Cồn Dầu, Đà Nẵng phải bỏ quê, hoặc là triệt hạ những cái giáo xứ 143 tuổi, vân vân và vân vân. Và hiện nay là mới đây họ đã phá hủy tới 116 căn nhà ở tại Lộc Hưng. Như vậy thưa cha, người dân ở trong nước chúng ta thấy còn đang vô cảm và thế giới thì họ cũng còn đang dửng dưng. Như vậy chúng ta có được cái dấu hiệu khả quan nào cho năm 2019 này không thưa với cha? Thưa chị, thì tôi thấy những điều chị vừa nói đấy thì tôi lại thấy ở một cái phương diện khác, người Việt Nam họ không dửng dưng đâu. Nếu mà tôi đã sống ở Việt Nam, tôi biết người Việt Nam đại đa số không dửng dưng. Rồi ngay bây giờ mình theo dõi tình hình Việt Nam một cách gọi là sâu rộng một tí thì mình thấy rằng là người Việt Nam không có dửng dưng trước những vấn đề xã hội và chính trị. Họ biết cả đấy và họ lên tiếng cả đấy. Họ lên tiếng cách này cách khác mà mình không thấy thôi. Cho nên nhưng có điều là cái cách lên tiếng của tất cả người Việt chúng ta trong nước và ngoài nước, rồi cái áp lực của các tổ chức nhân quyền trên thế giới đối với nhà cầm quyền Việt Nam, tất cả đều chưa đủ khiến cho nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam phải xoay chuyển toàn bộ cái chính sách độc đoán vi phạm nhân quyền của họ. Đấy. Cho nên tôi thấy cái việc đấy nó nói lên rằng mình đây, đồng bào người Việt trong nước và ngoài nước, dấn thân đã nhiều, lên tiếng đã nhiều và đấu tranh cách này cách khác với nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã nhiều. Bây giờ mình cần phải dấn thân nhiều hơn nữa và tích cực hơn nữa, và mình cần phải vượt qua những cái khác biệt, gắn kết với nhau hơn nữa và tìm ra những đường lối đấu tranh trực diện cũng như vận động hiệu quả hơn nữa. Thì tôi tin rằng là bây giờ nhờ cái phương tiện truyền thông, nhất là nhờ Internet ấy, thì người dân Việt Nam nhìn ra thế giới bên ngoài nhiều hơn, rộng hơn. Họ hiểu được thế giới bên ngoài phát triển, tiến bộ, người dân hạnh phúc, đất nước thịnh vượng là nhờ dân chủ. Và họ sẽ hiểu được cái lợi ích của dân chủ là thế nào. Và họ sẽ hiểu được quyền con người là thế nào. Và bởi vậy họ sẽ dấn thân nhiều hơn để đấu tranh cho dân chủ, cho quyền con người. Và đấy là những cái dấu hiệu mà tôi thấy là tích cực. Và tôi nghĩ rằng là cái con đường đi của dân chủ nó luôn luôn tiến tới, dân chủ ngày càng tiến tới, ngày càng mở rộng
và độc tài ngày càng bị lên án, ngày càng bị nhận diện rõ hơn và ngày càng bị co cụm lại hơn. Vâng. Dân chủ tất thắng nhá, và độc tài tất thua. Vâng. Còn rất là nhiều điều mà con muốn đặt đến với cha, nhưng mà thời gian thì rất là ngắn ngủi, không cho phép, cho nên con xin được vào cái câu hỏi về cái vấn đề liên quan đến thời sự, đó là vụ Tổng thống Donald Trump đến Hà Nội để nói chuyện với Chủ tịch Kim Jong Un của Bắc Hàn. Lại tất nhiên là họ nói về vấn đề an ninh vùng Bắc Á. Nhưng mà trong cái cuộc họp thì lẽ dĩ nhiên Tổng thống Donald Trump cũng không đề nặng tới cái vấn đề nhân quyền ở trong cái hội nghị thượng đỉnh này. Như vậy thì cha có nghĩ là Hà Nội họ cũng sẽ có nới lòng ràng buộc với Bắc Kinh để đi với Mỹ, và từ đó nhân quyền Việt Nam có thay đổi với phần nào hay không? Đây là cái câu hỏi trong ý riêng của Kim Nhung muốn trao đổi với cha thôi. Theo như nhận định của tôi á, thì trong cái thế bang giao quốc tế hiện nay, trong cái thế mà nhà cầm quyền cộng sản á, Việt Nam ấy bị Bắc Kinh o ép như hiện nay, và bị Bắc Kinh á, lấn lướt át trên Biển Đông như hiện nay, và bị nhà cầm quyền Bắc Kinh chơi đẻo về phương diện buôn bán thương mại giữa hai nước, thì nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam buộc là phải cậy dựa vào Hoa Kỳ nhiều hơn. Tôi thấy rõ là nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đang cậy dựa vào Hoa Kỳ nhiều hơn. Thế thì cái sự kiện mà ông Trump đến Việt Nam họp với Bắc Hàn để tìm kiếm cái giải pháp giải trừ vũ khí hạt nhân ở Bắc Hàn, thì ông ấy không trực tiếp thăm đất nước Việt Nam, cho nên á, mình cũng không biết ông có đề cập trực tiếp đến nhân quyền ở Việt Nam với nhà cầm quyền hay không, mình không biết. Nhưng cái dịp ông sang Việt Nam là dịp tốt để cho người dân trong nước, người dân ngoài nước, để những người quan tâm đến nhân quyền ở Việt Nam, họ gửi đến ông Trump một thông điệp là nhà cầm quyền Việt Nam đang vi phạm nhân quyền, là một dịp tốt để gửi đến nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam là các anh đang vi phạm nhân quyền, và là một dịp tốt để nói với mọi người trong nước là dân chủ là thế nào, nhân quyền là thế nào. Tôi thấy xe tôi ở Việt Nam, tôi chứng kiến cuộc người dân Việt Nam đón tiếp ông Tổng thống Bill Clinton và Tổng thống George Bush, và chính tôi cũng đi đón và đi cầu nguyện chung với Tổng thống George Bush ở Hà Nội. Và lần này thì từ xa tôi chứng kiến cảnh người dân Việt Nam xếp hàng đón ông Tổng thống Trump, thì tôi thấy thế này, người dân Việt Nam náo nức chờ đợi ông Trump, náo nức đón tiếp ông Trump và hân hoan phấn khởi chào mừng ông Trump. Và tôi thấy không một lãnh tụ cộng sản nào ở Việt Nam được đón như vậy. Không ông Tổng Bí thư nào Việt Nam được người dân Việt Nam đón như vậy. Không ông Thủ tướng nào, không ông Chủ tịch nước nào Việt Nam được người dân đón như vậy. Trái lại, người dân Việt Nam thấy lãnh tụ của họ thì họ chán ghét, họ khinh bỉ và họ chửi bới. Đang khi họ chào đón ông Trump rất là thành tâm, rất là hồ hởi, rất nhiệt thành, thì tôi nghĩ không phải là họ biết con người ông Trump tốt đẹp hay không tốt đẹp, nhưng vấn đề chính là ông Trump là đại diện cho Hoa Kỳ, là một nước, là ngọn cờ đầu của nền dân chủ thế giới, là nước cường thịnh nhất thế giới nhờ biện dân chủ, nhờ tôn trọng nhân quyền. Cho nên họ đón ông Trump là một cách họ nói rằng họ yêu mến dân chủ, họ yêu mến nhân quyền. Họ nói lên cái khát vọng được tự do, được dân chủ như Hoa Kỳ, để một ngày nào đó nhờ tự do dân chủ như Hoa Kỳ, nước Việt Nam cũng được cường thịnh như Hoa Kỳ. Vâng, vâng, từ tra cái hình ảnh đó thì chúng ta cũng thấy là cái lòng ao ước của người dân Việt Nam như thế nào. Nhưng con cũng đã có phỏng vấn rất là nhiều những nhân vật có cái vị thế quan trọng trong chính quyền Việt Nam Cộng Hòa trước năm 75. Thì họ có đặt ra cái vấn đề là chúng ta, theo kinh nghiệm cuộc chiến của Việt Nam, thì chúng ta không nên dựa vào một cái nước cường quốc khác, chúng ta không nên dựa vào Mỹ, bởi vì là năm 75 xảy ra, họ đã rời bỏ đồng minh, không một chút thương tiếc, thì chúng ta đã thấy được cái kinh nghiệm đó, tại sao lúc này chúng ta không tự lòng mà đứng lên mà phải trông dựa vào Hoa Kỳ. Cái đó đúng chị, cái chị vừa nhận định đúng, và tôi là người học lịch sử, tôi cũng thấy vậy. Và đấy là lẽ thường tình ở bang giao quốc tế. Nước nào họ cũng nghĩ đến quyền lợi của nước họ trước, và nước nào họ cũng nghĩ đến quyền lợi của dân tộc họ trước. Và những nhà lãnh đạo chính trị, trước khi họ yêu dân họ, yêu nước họ, thì những nhà lãnh đạo chính trị, những người làm chính trị bao giờ họ cũng yêu cái ghế của họ trước, họ yêu cái quyền của họ trước, họ yêu cái lợi của họ trước. Và dưới sự tác động của quyền và lợi, người ta ứng xử như vậy trong bang giao quốc tế là thường. Và mình phải biết vậy.
Mình phải biết vậy để trong bang giao quốc tế mình thấy những nước khác, bàn cờ quốc tế nó đang đi, cái dòng chảy của chính trị quốc tế đang đi thế này, mình lợi dụng được các nước khác phần nào để đấu tranh cho nước mình, để làm lợi cho nước mình được phần nào mình hay phần đấy. Còn cái phần quyết định nhất, phần quan trọng nhất, phần cần thiết nhất vẫn là mình. Mình tự cứu mình nhé. Mình tự cứu mình là quan trọng nhất. Người Việt mình không phân biệt tôn giáo, không phân biệt đảng phái, không phân biệt vùng miền. Tất cả người Việt mình phải ý thức rằng người Việt mình phải tự cứu mình và cần thiết phải gắn kết với nhau để tự cứu mình. Còn dựa vào những nước này, nước kia, dựa vào các cái phong trào này, phong trào kia ở ngoại quốc là luôn luôn cần thiết nhé. Tranh thủ được cái sự ủng hộ của quốc tế là cần thiết. Nếu thiếu sự ủng hộ của quốc tế, nếu thiếu sự hậu thuẫn của quốc tế thì khó mà làm được cái cuộc cách mạng dân chủ ở Việt Nam, và cũng khó mà giữ được nước mình cũng như làm cho nước mình phát triển. Để phát triển mình phải gọi là mở cửa, cần phải hội nhập, cần phải bắt tay lợi dụng phần tốt của người để làm cho mình được tốt hơn. Nhưng mình luôn luôn phải cảnh giác và phải tỉnh thức với mọi cường quốc và với mọi lãnh tụ chính trị, mà mình biết là mình phải biết coi trọng cái phần của mình. Cho nên tôi đồng ý với cái nhận định của chị lúc nãy, nhưng tôi cũng luôn luôn khẳng định rằng là cuộc đấu tranh ở Việt Nam hiện nay cho dân chủ, cho nhân quyền là người Việt trong nước là có cái vai trò quyết định nhất, và người Việt ở hải ngoại mình đây có cái vai trò vô cùng quan trọng, và người Việt trong, người Việt ngoài là những người có vai trò đầu tiên, có trách nhiệm đầu tiên, có bổn phận đầu tiên và quan trọng nhất trong cái tiến trình đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền. Và mình phải tiến hành cái cuộc đấu tranh cho hạnh phúc của mình trước, cho sự tồn vong của dân tộc và đất nước mình trước. Mình không thể phó thác hoàn toàn cho ai cả. Mình không thể ngồi đấy mà chờ Mỹ hay chờ bất cứ cái thế lực nào gọi là trên thế gian này cũng như siêu nhiên giúp mình cả. Mình phải giúp mình. Vâng. Con rất là cảm ơn cha cho thời gian quý báu của cha đã dành cho chúng con thêm một lần nói chuyện. Nhưng mà thời gian thì đã hết. Không biết là cha có còn muốn gửi tới cái khán giả thêm lời nào nữa hay không ạ? Vâng. Lòng mong ước vô cùng của tôi đó là đồng bào người Việt mình trong nước cũng như ngoài nước, mình biết bỏ qua những cái khác biệt nho nhỏ để mình hướng tới cái lý tưởng tốt đẹp nhất cho dân tộc và cho đất nước mình. Đó là lý tưởng là tự do và dân chủ. Có tự do và dân chủ rồi thì đất nước mình mới có cơ may phát triển và đồng bào mình mới có cơ may sống hạnh phúc. Cho nên mình phải gắn kết với nhau nhiều hơn nữa, dấn thân nhiều hơn nữa và hy sinh nhiều hơn nữa. Xin cảm ơn toàn thể quý vị khán thính giả và cảm ơn chị Kim Nhung. Vâng, còn kính cảm ơn cha rất là nhiều. Nguyện xin Thiên Chúa ban nhiều ơn bằng an và bảo vệ xuống với cha. Còn kính cảm ơn cha. Và Kim Nhung kính cảm ơn khán giả đã theo dõi buổi nói chuyện đặc biệt của chúng tôi với linh mục Phêrô Nguyễn Văn Khải.